Áo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21:15 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Wow. Bắt đầu là mình click vô đây đúng không? Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát rap của mình là bao nhiêu điểm? Thực ra là đó giờ Isaac chưa bao giờ tự đánh giá bản thân mình hết. Mà câu chuyện là mình sẽ xem là mỗi một cái phần biểu diễn của mình á, là Isaac sẽ làm tốt hay không và sau đó luôn cố gắng. Thì chắc chắn là Isaac chưa bao giờ tự nhận xét mình 10 điểm rồi. Nhưng mà Isaac luôn luôn muốn hướng đến là mình phải tiệm cận với con số 10 sau mỗi một lần mà mình đi biểu diễn. Cho nên là thời điểm hiện tại thì Isaac nghĩ rằng là câu hỏi này để cho khán giả đánh giá đi nha. Hả? Phải chấm hả? Isaac là thích số 8. Tại vì con số 8 là một con số thể hiện sự may mắn, ta gọi là phát á. Cho nên Isaac nghĩ là Isaac sẽ chấm mình chấm đại đi là 8,8. Kéo lên hả? Đúng không? Bấm tiếp theo nha. Ok. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Thực ra là Isaac cũng đã từng có kinh nghiệm làm việc chung với các thành viên của 365 rồi. Nhưng mà nghe đồn á, là cứ mỗi một vòng mình sẽ thay đổi thành viên trong một cái nhóm của anh trai Say Hi. Cho nên hiện giờ thì Isaac không có biết rằng là mình sẽ khả năng mình tới đâu. Nhưng mà Isaac nghĩ là với cái kinh nghiệm mình đã có rồi thì Isaac nghĩ rằng là chắc cũng sẽ không tới nỗi quá tệ. Ok, bây giờ mình... Nhưng mà đối với Isaac nha, một khi đã làm việc với con người thì mọi thứ là 50-50 nha. Nhưng mà hy vọng là mọi thứ sẽ ok. Cho nên là Isaac sẽ chọn là... Ok, 60% thôi, tương đối thôi. Thử thách nhảy theo nhạc, bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Music! Tốt lắm, tự tin chấm điểm vũ đạo của mình 100 điểm thôi. Nhảy nhàng Bích Phương là chỉ có 4 thôi ạ. Ok. Tiếp theo. Bạn nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm theo thứ tự sau. Khuôn ngầu. Gợi cảm hả? Dễ thương. Giỏi hơn. Xấu hổ. Ok. Anh trai Say Hi mà kỳ quá vậy ta. Anh trai Say Hi có bị cưa sừng làm nghéo không ạ? Ui. Thôi kệ, 100 điểm cái này for fun đó mà. 5 điểm khác biệt cho hết bức hình trên. Ủa sao có gì khác đâu ta? Cái gì vậy mọi người? Why? Sao vậy? Mới vô chương trình mà gọi là cái này gọi là cái gì? Dằn mặt thí sinh hả? Bản lĩnh của mình. Thật ra là cái này vẫn là trò mũi với Isaac thôi. Ok. Mọi người thấy tôi có giật mình đâu, đúng không? Không hề giật mình. Ok. Ok. Đối gót là hoàng tử đại bàng quân AP phở. Yeah. Quê Pi anh trai trai. Chào mọi người nhá. Làm gì hả anh? À.
Ok. Hello mọi người. Ok, bây giờ là test luôn đúng không anh? Hồi hộp quá nhỉ. Câu 1. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát rap của mình là bao nhiêu điểm? Thực ra thì không biết là mình có nên đánh giá cao không nhỉ? Con nghĩ là sẽ để là 4. Cô đã có câu trả lời cho mình rồi. Câu 2. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Cái này khó nói nhỉ, bởi vì thực ra thì Quân chưa có cơ hội để gặp các anh trai khác ở trong chương trình, nên là mình cũng chưa biết là ai sẽ hợp với mình. Khả năng làm việc của nhóm, làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Cái này cũng sẽ để một cái gọi là hơi random đi. Đến đâu hay đến đấy. Ok ạ. Đến câu 3. Thử thách nhảy theo nhạc. Hãy đọc khẩu lệnh. Hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Nhạc lên. Tốt lắm. Tự tin chấm điểm vũ đạo của mình là bao nhiêu? Đi nào. Xem nào. Anh thấy em nhảy khoảng mấy điểm hả anh? Anh cho em một con số ấy mà. Khách quan chứ. Vũ đạo tôi cảm thấy tự tin. Câu tiếp theo. Nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm thứ tự sau. Cung ngầu. Cảm à? Kiểu thứ ba à? Dễ thương à? Dễ thương à? Dễ thương nhau nhỉ? Thứ tư, dỗi hờn. Xấu hổ à? Đấy, xấu hổ em vừa đoạn cuối dỗi hờn đấy. Là có một ví xấu hổ ấy, mọi người cắt cho em luôn. Hết nước chấm. Khán giả đã thấy. Bạn tự đánh giá nhan sắc của mình là bao nhiêu điểm? Xem nào. Nhan sắc của mình thì cũng ok. Thôi cứ để tự tin một tí đi nhở. Chứ cũng không nên gọi là bẽn lẽn quá. Thôi xuống tí. Ok. Lên tí. Ôi thôi xuống tí. Đó. Giữa giữa. Thử thách. Tìm 5 điểm khác biệt trong 2 bức hình trên. Tìm 2 điểm khác biệt. Khác gì đâu nhỉ mọi người nhỉ? Uầy. Biết tập. Hú hồn chưa, mời bạn chấm điểm bản lĩnh của mình. Cao. Sợ gì đâu mà. Hoàn thành, ok. Tổng điểm của tôi là 263 điểm. Đây là điểm gì nhỉ anh nhỉ? DNA, ok. DNA của tôi là 263 điểm nha mọi người. Ok, bye bye. Ngay sau đó là bộ đôi khỉ và ngỗng, Hai Khang và Quynh Chu Đờ Lê.
What's up? Cái máy này máy gì đây ạ? Wow. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát hay là rap của mình là bao nhiêu điểm? Đối với khả năng rap thì thôi mình tự tin luôn. Yeah. 100 điểm. Còn hát thì em được kéo gì không? Em được kéo gì không? Một lần nữa đúng không? Nói chung là mình tới đây là khả năng rap của mình là mình rất là tự tin. 100 điểm. Tiếp theo nha. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Mình nghĩ là mình là một người khá là hòa đồng. Nhạc nào cũng nhảy, biển nào cũng bơi được. Nên là mình nghĩ là cũng là một số điểm tuyệt đối. Thử thách nhảy theo nhạc. Bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Nhảy ha. Nhảy hả? Rồi bây giờ cho em con biết số 2 đi ạ. Ok nha. Tiếp theo nha. Tốt lắm. Tự tin chấm điểm chủ đạo của mình. Nói chung là mình nhảy bừa đây mọi người. Nói chung là em chấm em 50 điểm thôi nha. Nhảy bừa thôi, 50 thôi. Đó. Rồi. Câu thứ tư nè, nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm theo thứ tự. Và đầu tiên là cool ngầu. Đâu camera đâu ạ? À? Ở đây đúng không? Cool ngầu ha. Cool ngầu trước nè. Rồi, gợi cảm hả? Gợi cảm. Chết rồi, gợi cảm sao ta? À, cái áo ra anh. Trời ơi, khó quá vậy. Còn gì nữa, còn gì nữa? Dễ thương. Gợi cảm. Ok. Sao nữa anh? Dỗi hờn hả? Xấu hổ hả? Ok chưa? Khán giả đã thấy bạn tự đánh giá nhan sắc của mình bao nhiêu điểm? Ok. Nếu mà những gì mà mình có thể biết về các anh trai trong chương trình á, thì thực sự là những anh trai ở đây quá đẹp trai luôn. Em xin được phép em chấm em trung bình một chút. Trung bình cộng thôi. Khoảng 60 thôi. Thôi 70 đi. Thôi 75. 75. bảy tám đi cho nó gần giỏi chút xíu. Rồi câu cuối cùng là thử thách tìm 5 điểm khác biệt trong 2 bức hình trên. 5 điểm khác biệt trong 2 bức hình trên. Trời ơi, cái gì mà khó dữ vậy trời. Em lại chương trình luôn. Mời chấm điểm bản lĩnh. Nói chung là cũng em cũng bản lĩnh á. Cũng không giật mình lắm nha chương trình nha. Họ cho mình 80 điểm đi. Rồi ok. Hoàn thành. Tổng điểm là 408 điểm. Dạ cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Em đi hướng này ha. Ok.
Hello anh. Ờ vậy hả? Anh đâu nói em trước đâu. Là em không nói chuyện với anh hết đúng không? Ok. Let's go. Câu hỏi đầu tiên, khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát rap của mình là bao nhiêu điểm? Ok. 88 điểm. Next. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Thật ra là trước giờ mình chưa có nhiều cơ hội để làm việc nhóm lắm. Nên chắc là, mà mình là hòa đồng nên chắc mình cứ chọn đại một cái điểm gì đó giữa 69. Tiếp theo. Câu 3. Thử thách nhảy theo nhạc, bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. À, khẩu lệnh. Oh. Bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Mình không nhảy giỏi nhưng mà ok, lên nhạc. Know how to dance. Oh, ok. Cái đó chắc không được gọi là nhảy đâu ha. Tiếp theo. Tốt lắm. Tự tin chấm điểm vũ đạo của mình đi nào. 3 điểm. Nice. Nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm theo thứ tự sau. Khu ngầu. Gợi cảm. Dễ thương. Giỏi hơn. Xấu hổ. Ok, nice. Hết nước chấm. Khán giả đã thấy bạn tự tin đánh giá nhan sắc của mình bao nhiêu điểm. Này ok nè. 86 điểm. Next. Tìm 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên. Way. Hold on. Way à? Okay. Cũng không có sợ lắm. Ok. Tổng điểm của Win là 346 điểm. So hot. Anh trai say hi. Thử xem nào. Câu số 1. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát rap của mình là bao nhiêu điểm? Chắc là... Trời ơi, khả năng của mình được lên xuống thục lùi như này đây. Ok, sẽ giữ ở cái mức số 50 đi. 50 thôi. Câu tiếp theo. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Chà, theo Lu nghĩ thì ở đây sẽ là một thế mạnh của Lu nè. Mình nghĩ là sẽ nằm ở mức 69 điểm. Ok. Thử thách nhảy theo nhạc, bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Anh trai, say hi. Chói em vào tim ta, dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra. Ngày hôm qua nỗi nhớ lên vào tim ta, mà hôm nay đã lớn nên.
trời ơi. Tiếp theo. Tốt lắm, tự tin chấm điểm vũ đạo của mình đi nào. Chà, phần chấm điểm này chắc phải để cho Quang Hùng mà Master D chấm quá. Mình chỉ nghĩ là 47 điểm. Tiếp theo. Nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm theo thứ tự sau. Cuốn ngầu. Gợi cảm à. Ok, gợi cảm nè. Dễ thương à. Dỗi hơn. Chà, mình làm anh trai thì thường mình ít khi hay dỗi lắm. Nhưng mà đó, đang xấu hổ nè. Hết đứt chấm, khán giả đã thấy bạn tự đánh giá nhan sắc của mình bao nhiêu điểm. Đến với chương trình này là để thăng phẩm à. May mắn thì thành tác phẩm, mà không hên lắm thì thành tiểu phẩm. Lần nào thì cũng thăng phẩm. 62 điểm. Yes. Mọi người thấy sao? Hãy đến với anh trai Say Hi cùng Lưu Hoàng nhé. Mấy câu số 4. Tìm 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên. 5 điểm khác biệt. 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên. Đây. Mời bạn chấm điểm bản lĩnh của mình. Thực sự thì mình mắt mình hơi yếu. Nó gọi là yếu điểm đó. Thôi hơi thấp. Tổng số điểm của mình là 283 điểm. Câu 1. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát rap của mình là bao nhiêu điểm? Cũng chưa biết là những người cùng mình là ai và thang điểm nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là tự tin đi ha. Tự tin đi ha. Tự tin đi ha. Tự tin nhưng mà phải kèm một chút khiêm tốn. Nên là 90 thôi. Đây, 10 điểm khiêm tốn đi. Rồi, câu hỏi tiếp theo này. Ôi trời ơi, tao có mở được không? Ôi thế. À rồi. Câu số 2. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Chưa gặp các anh trai khác nên là cũng chưa biết như thế nào. Nhưng mà khả năng làm việc nhóm của mình đỉnh. Đỉnh cao. Mình làm việc nhóm rất nhiều rồi. Nên là, nhưng mà lỡ đâu trong này có những anh trai khó hơn thì sao? Mình cứ thử đi, tự tin đi. Không, cái này là phải 100 điểm. 100 điểm. Nhưng mà cái này hơi khó chứ rồi. Nào, lên đây. 100, cái này 100. 100 điểm, chắc chắn 100 điểm. Làm tốt, rất tốt, mình tự tin lên. Câu 3, thử thách nhảy theo nhạc. Bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Tôi xong rồi. Ê, chúc không được. Hôm nay đi cái dép này, chết rồi. Hôm nay em chí chá đi được 7cm nè. Em đi dép. Thôi thì cứ là bắt rồi thì làm đi nhỉ. Khẩu lệnh. Đọc khẩu lệnh. Khẩu lệnh là câu gì ạ? Khẩu lệnh. Khẩu lệnh. Lên nhạc à? Khẩu lệnh. Hả? Lên nhạc. À, tự là em tưởng là câu khẩu lệnh.
Lên nhạc cho em đi. Trời ơi, đó, em bỏ đôi giày ra khác liền. Đôi dép này ăn gian thôi. Ôi, mệt nha. Ôi, là cũng hơi. Đoạn này cắt cho em nha, đoạn này dấu hiệu tuổi già đấy. Cắt cho em đi. Ôi, là còn câu nữa đúng không ạ? Lên đi. Lên. Rồi. Nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm theo thứ tự sau. Ôi trời ơi. Ôi trời. Cho em 5 giây. Em thở cái đã. Già quá rồi. Cun ngầu gợi cảm dễ thương. Cun ngầu à? Không cười, anh ấy cười. Cun ngầu sao ta? Để em nha. À, trời ơi, ngại quá à. Cun ngầu đúng không ạ? Để em như thế này đi. Anh đến 1, 2, 3 đi, em quay lại một phát cun luôn. Gợi cảm ạ? À? Ôi trời, để em. Sẵn sàng chưa này? 1. Dỗi hơn ạ? À? Dỗi hơn như nào nhỉ? Dỗi hơn như nào? No mu hệ, no mu hệ. Sai sai sai. Được chưa ạ? Hết nước chấm, khán giả đã thấy. Bạn tự đánh giá nhan sắc của mình bao nhiêu điểm? 100 điểm. Tự tin lên các anh em ơi. 100 điểm gợi ý cho các anh trai khác là cũng 100 điểm cho tôi nhé. Rồi. Tìm 5 điều khác biệt trong hình. Trên 5 điều khác biệt. Ôi trò này em giỏi lắm. Sao không thấy cái nào khác thế? Ôi chết rồi. 5 điểm cơ hả? 5 điểm. 5 điểm. Đâu nữa? Ôi thôi xong rồi. Ôi. Hú hồn chưa? Em lo thua là sợ cái con đó. Không, nhưng mà nhiều khi vẫn hơi sợ sợ nhá. Em để 99 điểm đi, thằng 98 đi. Thôi, 86 đi. Lộc phát đi con người tâm linh đi. 376 điểm. Quá cao. À đi luôn à? À chết chết. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát, rap của mình là bao nhiêu điểm? Khi bước vào chương trình, chắc mới. Yeah. Ok. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? À,
khả năng làm việc với các anh trai. Chết rồi. Không sao. Mới lần đầu gặp mình sẽ cố gắng. Ok. Thử thách nhảy theo nhạc. Bạn hãy đọc khẩu lệnh đối với nhạc. Wow. Ok. Xe 2 bắt đầu. Tốt lắm, tự tin chấm điểm vũ đạo của chính mình. À. Nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm. Thế tự sau. Khuôn ngầu. Gợi cảm. And dễ thương. And tuổi hồi. And xấu hổ quá. Hết nước chấm, khán giả đã thấy bạn tự tin đánh giá nhan sắc của mình bao nhiêu điểm. Câu 5. Thử thách tìm 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên. Ui, từ từ từ. Khoan, từ từ. Ê, từ từ. Ui. Ê. Ui. Ui. Wow. Kimina hùng hình được 438 điểm. Đọc lại. Dạ. Kimina hùng hình được 438 điểm. Mình nghĩ là mình sẽ đến với chiếc màn hình này đúng không ta? Có lẽ đây là một game gì đó đấy. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát, rap của mình là bao nhiêu điểm? Nếu mà hát thì mình hát lâu hơn là rap. Nhưng mà bây giờ mình thích chơi rap hơn. Nếu mà cộng tất cả lại thì mình nghĩ là mình cũng không chấm điểm cho mình bao giờ ấy mọi người. Mình sẽ chấm cho mình 70 điểm đi. Một số điểm không quá cao mà cũng không quá thấp. Ok, tiếp theo. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Mình nghĩ là mình rất là thích làm việc nhóm và trước giờ mình luôn luôn làm việc nhóm hiệu quả. Mình tin là mình sẽ đóng góp được cho các anh rất là nhiều. Nên là mình chấm cho mình cao hơn câu hỏi vừa nãy một chút. Đó là 80. Ok, 80 điểm. 81 điểm đi. Nhỉnh lên tí. Ok. Thử thách nhảy theo nhạc. Bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Thực chất thì nhảy không phải là thế mạnh của mình, nhưng mà thôi, đã chơi game thì phải đâm theo lao thôi. Chơi. Cả nhà ai cho em xin một miếng nhạc ạ? This is a game changer, we the main thing. Turn the game up, there's a new queen. Ok,
Thế là bây giờ mình phải tự chấm điểm cho cái phần nhảy vừa rồi mình à? Ok. Mình cũng không dám... Tiếp theo. Ok. Cun ngầu. Ok. Rồi hơn à? Ok, mình nghĩ đây là phần khó hơn so với năm biểu cảm, đó chính là mình tự chấm điểm nhan sắc của mình. Mình nghĩ là mình không phải là một người quá đẹp trai. Mình chỉ là một người ưa nhìn, không quá xấu. Cho nên là mình chấm mình 55 điểm. Tiếp theo. Câu thứ 5. Tìm 5 điểm khác biệt trong bức hình trên. 5 điểm khác biệt. Đèn. Ekip biết chơi mọi người ạ. Ekip biết chơi mọi người ơi. Ekip không phải là người bình thường. À, chấm điểm cho chấm điểm cho bản lĩnh của mình á. Không, mình vừa nãy là mình không có sự chuẩn bị mọi người ạ. Vừa nãy là mình không chuẩn bị thôi, chứ còn những cái dọa thế nó không làm mình sợ được. Cho nên là mình bản lĩnh của mình là 90 ấy mọi người nhá. Dạ ekip thôi, tại ekip không nói mình trước thôi. Các anh trai đằng sau cẩn thận nhá. Ok, và tổng điểm của mình là 336 điểm. Không biết là cao hay thấp nhưng mình nghĩ là không cao lắm. Ok. Sau nhóm Phượng Hoàng Lửa chính là chiếc thuyền tự ra khơi, Anh Pháp Dương Dominica. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát rap của mình là bao nhiêu điểm? Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Đây là một cuộc thi về anh trai, nhưng mà mình có một xíu tính nữ nên là chắc là sẽ có một xíu bàn luận, nên là chắc cho thấp thôi, tầm 70 mấy đi. Ok. Thử thách nhảy theo nhạc, bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Ayo music. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát và rap của mình là bao nhiêu điểm? Ok, 74. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? 74. Thử thách nhảy theo nhạc, bạn hãy đọc khẩu hiệu để mở nhạc. Nhạc ơi, mở ra!
Tốt lắm, tự tin chấm điểm vũ đạo của mình đi nào. Ok. Nhìn vào cam đâu? Tự chấm luôn hả? Khiêm tốn xíu đi ha. Ok. Thử thách tìm 5 điểm khác biệt trong vòng trong hai bức hình trên. Tôi khẳng định hai bức hình này giống nhau. Tính hù tôi hả? Không dễ đâu. Hú hồn chưa? Mời bạn chấm điểm bản lĩnh của mình. Hoàn thành. Ê, vậy là tôi chính xác rồi đó. 438 điểm. So. Alright. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát rap của mình là bao nhiêu điểm? Không biết là thang. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Cái này thì chưa rõ thì mạnh dạn. Áng chừng nó là 75. Next. Thử thách nhảy theo nhạc. Bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Put them on. 긴장하지만 난 아직 잠을 깬 얼마 되지 않은 일을 모른 모습도 So I don't give a thing 네가 뭐라든 간 비몽사몽 중에 내겐 어떤 소리일까 가진 것은 없어 또 다 걸었지 모든 걸 That's enough though. Tốt lắm, tự tin. Chấm điểm vũ đạo của mình đi nào. Thực ra thì không biết nhảy cho lắm. Để tầm 40. Next. Hết nước chấm, khán giả đã thấy. Bạn tự đánh giá nhan sắc của mình bao nhiêu điểm? 70. Tìm 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên. Cái này là wow. Wait. Chưa hủy quả.
ú hồn chưa? Mời bạn chấm điểm bản lĩnh của mình. Ba trăm bảy mươi lăm điểm. À đây rồi. Ok, câu hỏi thứ nhất. Khi bước vào chương trình, bạn đánh giá khả năng hát và rap của mình là bao nhiêu điểm? À, khó ta. Nếu mà để nói về hát thì Hùng sẽ cho Hùng khoảng cỡ 50 đi. Ok. Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai các trong chương trình là bao nhiêu? Khả năng làm việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu? Hùng nghĩ là sẽ là 90. Thử thách nhảy theo nhạc. Bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc. Music. Mọi người thấy Hùng nhảy được không? À, nếu mà để chấm điểm tự tin chắc là 100 đi. Ok. Nhìn vào camera và tạo 5 biểu cảm theo thứ tự sau. Cool ngầu. Ok. Gợi cảm đúng không ạ? Dễ thương. Dỗi hờn. Xấu hổ. Ok. Bao nhiêu điểm cái này chắc là để mọi người chấm điểm nhá, nhưng mà Hùng sẽ cho Hùng khoảng cỡ 60 thôi, tại vì Hùng nghĩ là chắc không đẹp lắm đâu. Rồi 65 đi. Để thôi 66 đi ha. Để thôi 67 đi. 65 đi, 63 đi. Ok. Thử thách tìm 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên. Mắt tôi bị cận trời ơi. Ủa, khác chỗ nào ta? Ủa, khác chỗ nào? À, thật ra thì cũng không hú hồn lắm đâu. 50. Ồ, hoàn thành rồi. Tổng điểm là 384. Ủa là cao không ta? Là có cao không ta? 384. Không biết là số điểm maximum sẽ là bao nhiêu. 500. 500 là cao nhất. Của em là 384 à? Ồ, cũng là trung bình khá. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.